Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là van điều tiết nhiên liệu của xe Mitsubishi Tông 2011 máy dầu và Pajero Sport 2012-14. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Mitsubishi Moto tại Thái Lan. Mã sản phẩm của nó là 1460A056 đấy ạ. Đây là mã sản phẩm anh em nhé. Đây là dòng sản phẩm xịn này, anh em nhìn này, từ cái chất liệu của nó này. Đấy. Và cái quan trọng nhất của cái dòng van này thì bắt buộc chúng ta lên dùng cái van xịn. Thì thứ nhất là nó đảm bảo độ bền này, thứ hai là cái hệ thống nhiên liệu nó báo rất là chuẩn. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái van báo nhiên liệu của Mitsubishi Pajero Sport và Chi Tông. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.